là một nhạc cụ truyền thống đã trở thành biểu trưng của âm nhạc dân gian Việt Nam, là một trong những nhạc cụ góp phần làm nên bộ mặt văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Đàn tranh đã có sự gắn bó khăng khít với đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế kỷ. Cây đàn này cuốn hút bởi những âm thanh trong trẻo, ngọt ngào, chất chứa bao tâm tình của người Việt. Quý khán giả thân mến, trước sự cạnh tranh của xu hướng âm nhạc phương Tây, thì những thanh âm trong trẻo của đàn tranh vẫn như ngọn suối mát lành chảy qua nhiều thế hệ, nuôi dưỡng tâm hồn và làm nên tinh hoa văn hóa của Việt Nam. Trong số phát sóng lần này của chương trình Việt Nam Mến Yêu, mời quý vị và các bạn cùng Mai Phương tìm hiểu về cây đàn tranh và vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc gắn liền với tiếng đàn ấy. Đến với chương trình Việt Nam Mến Yêu ngày hôm nay là sự xuất hiện của một vị khách mời vô cùng đặc biệt, tiến sĩ, trưởng khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Em chào cô. Cô ơi, cô có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của Việt Nam Mến Yêu về lịch sử hình thành cũng như là phát triển của nghệ thuật đàn tranh được không cô? Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Người ta nghĩ rằng là cái đơn giản của cái cây đàn tranh á là cái ống tre mà người ta tách những cái vỏ tre lên và tạo những cái miếng nâng lên giống như những con nhạn. Yeah. Thì đó chính là những cái loại đàn sơ khởi của những loại đàn tranh bây giờ. Nhiều giả thuyết và mình chấp nhận hết. Mình chỉ biết được rằng là bây giờ cái cây đàn tranh của Việt Nam nó nói tiếng của người Việt Nam. Yeah. Và nó có thể diễn tả được tình cảm của người Việt Nam. Yeah. Thì bây giờ nó có nhiều đàn cùng một họ. Yeah. Như là đàn Wuzhen của Trung Quốc. Yeah. Đàn tranh của Việt Nam, đàn Kayakum của Triều Tiên, Hàn Quốc, đàn Koto của Nhật Bản. Yeah. Và đàn gia tắc của Mông Cổ. Cô có đề cập đến là có những cái loại đàn cùng họ với đàn tranh trên thế giới. Vậy thì âm điệu của đàn tranh Việt Nam mình thì sẽ có cái điều gì khác biệt so với những loại đàn đó vậy cô? Một cái câu hỏi rất là hay. Khác nhau đầu tiên là do cái dây. Dây đàn tranh Việt Nam sử dụng dây thép, dây inox, nói chung là những dây kim loại, thì cái âm thanh nó sẽ trong trẻo và vang xa. Còn những cái cây đàn mà sử dụng cái dây bằng dây tơ như là đàn Koto, đàn Kayakum thì cái tiếng của nó sẽ đục, trầm. Nó có một cái oai hùng. Cái sự khác nhau đó là vì sao? Vì cái quan niệm thẩm mỹ của mỗi dân tộc thôi. Trong tiếng nói của Việt Nam có sắc huyền hỏi ngã nặng. Cái dây thép có một cái ưu điểm là nó có thể nhấn được nhiều. Dạ, còn về cấu tạo cơ bản của đàn tranh thì như thế nào vậy cô? Đây là một trong những cái cây đàn mà nó đã có sự phát triển một chút. Một chút thôi, nó không chưa phải nhiều. Đầu tiên là chỉ có 16 dây. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã thêm một dây thành 17 dây. Sau đó là ông thêm thành 19 dây. Rồi mọi người mới thấy là ồ, cái cây đàn 19 dây này nó cũng nói lên được thêm một chút nữa những cái điều mà mình thích. Rồi thì người ta sẽ làm cây đàn 21 dây, thậm chí cây đàn 25, 26 dây. Nhưng mà mỗi cái cây đàn đó nó có thể đánh những cái bài khác nhau và nó có thể thêm được những kỹ thuật mà người đàn mong muốn. Ở trong một cái cây đàn thì cái phần này gọi là mặt đàn. Mặt đàn người ta có thể làm bằng gỗ ngô đồng hoặc là gỗ thông. Ở thành đàn thì người ta làm bằng gỗ trắc, gỗ cẩm lai vân vân. Rồi trên cái mặt đàn như vậy nó sẽ có những con nhạn. Mặt đàn như nước sông đầy, cho cầu nổi gió, cho bầy nhạn xa. Chỉnh âm thanh, chỉnh cao độ của âm thanh cho nó hơi cao lên hoặc là hơi thấp đi thì là sử dụng những cái con nhạn như thế này. Thành đàn, mặt đàn, ở dưới gọi là đáy đàn. Cái phần này á chính là phần tạo ra âm thanh. Phần này á chính là phần tô điểm và làm đẹp âm thanh. Cho nên người ta nói rằng là người Việt Nam á sử dụng hai cái tay, hai cái đàn nào cũng vậy. Tay phải là tay tạo ra âm thanh, nhưng tay trái là tay làm đẹp âm thanh. Vì tay trái nó đi từ trái tim ra. Đây là một âm thanh vang lên, nhưng mà nó là một âm thanh chết. Yeah. Còn muốn nó sống thì nó phải lay động, nó phải sống động vân 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 vậy. Thí dụ.
người chơi đàn tranh trước hết sẽ phải di chuyển nhạn đàn để lên đúng cao độ của các dây. Tay phải dùng để gảy đàn tạo ra âm thanh. Tay trái sẽ sử dụng các kỹ thuật như rung, nhấn, vỗ để thổi hồn cho tiếng nhạc. Ngày xưa, các nghệ nhân đàn tranh thường để móng tay dài và gảy đàn bằng hai ngón là ngón cái và ngón trỏ. Ngày nay, người chơi đàn tranh phần lớn đeo móng giả làm bằng đồi mồi hoặc sắt và chơi bằng ba ngón, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Trong việc chơi đàn tranh thì mình phải lưu ý điều gì khi mà mình chơi đàn vậy cô? Thứ nhất là mình phải tập trung. Khi mình đánh một bài, nó giống như là mình đang thiền vậy đó. Mình phải để hết tâm trí của mình vào bài đó. Cái thứ hai, tập trung toàn bộ tình cảm vô. Vì đối với lại một người biểu diễn chuyên nghiệp, kỹ thuật cần, nhưng chưa phải là tất cả. Mà chính là làm sao để cái kỹ thuật đó nó bổ sung cho cái nghệ thuật. Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên từ nhỏ tiếng đàn đã gắn liền với tuổi thơ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Với cô, đàn tranh như một người bạn tâm tình lúc buồn vui. Tình yêu dành cho cây đàn của cô cứ vậy mà lớn thêm theo năm tháng. Để rồi hơn 45 năm trôi qua, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng dồn hết tâm tư vào tiếng đàn. Đàn tranh với thanh âm trong trẻo như nói lên bao tâm tư, tình cảm của người gảy đàn. Càng nghe ta càng thấy bồi hồi và cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị văn hóa nghệ thuật to lớn của âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam. Bây giờ cô chỉ cho em chơi thử một đoạn nhỏ được không cô? Được, bây giờ đầu tiên là em có thể em cứ việc kéo xuống là em sẽ nghe tiếng của nó thôi. Đúng rồi. Rồi á ngược lên. Á bằng ngón này nè. Á bằng ngón này. Ừ. Nè, kéo lên lên. Đó. Đó, cái kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật á. Đàn tranh á có nhiều cái lợi thế là em có thể độc tấu được. Em có thể ở trong cái dàn nhạc của chèo cũng được, ở trong một dàn nhạc hát bội cũng được, hoặc là ở trong ca Huế là sử dụng nhất. Còn ở trong tài tử thì khỏi nói rồi, tranh, kìm, cò là ba cây chính. Và bây giờ thì cái cây đàn tranh á, khi nào em vui, khi nào em buồn, khi nào em mơ mộng, em có thể đánh một mình, em có thể đánh với dàn nhạc giao hưởng, em có thể đánh rock chẳng hạn. Cũng nhờ cô mà em và quý khán giả cũng được biết nhiều hơn về đàn tranh. Từ trước đến giờ thì bản thân em khi mà nghe đến đàn tranh thì em sẽ nghĩ là một cái nét rất là dịu dàng, nền nã và rất là tình cảm. Nhưng mà bây giờ được nghe cô chia sẻ thêm là còn có thể chơi cả rock nữa thì em nghĩ là sẽ thu hút được rất là nhiều đông đảo các bạn trẻ tìm hiểu nhiều hơn về loại đàn này. Ngoài khả năng diễn tấu giai điệu, ngón chơi truyền thống của đàn tranh là những quãng tám, rải hoặc chập. Ngón đặc trưng nhất là vuốt trên các dây, gọi là ngón á. Đàn tranh là nhạc khí dùng để độc tấu, hòa tấu và được chơi trong nhiều thể loại âm nhạc như dàn nhạc tài tử, cải lương, dàn nhã nhạc cung đình Huế. Em cũng như là quý khán giả của chương trình Việt Nam mến yêu rất là cảm ơn cô vì ngày hôm nay đã có những chia sẻ vô cùng thú vị và mới mẻ. Và em cũng chúc cô rằng sắp tới thì sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Cảm ơn MC Mai Phương, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem đài. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Quý vị thân mến, trong guồng quay của đời sống bộn bề, khi mà nghệ thuật âm nhạc đang bị thương mại hóa, thì thật đáng quý khi vẫn có những người nghệ sĩ gắn bó với tiếng đàn tranh và gìn giữ âm thanh da diết của tiếng đàn dân tộc này. Đến đây thì thời lượng của chương trình Việt Nam Mến Yêu cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại! Nếu hoa là sản phẩm của tạo hóa, thì hoa làm từ đất sét là tinh túy của con người. Người nghệ nhân đã thổi hồn vào những khối đất sét vô tri, biến chúng thành những bông hoa chân thật và sinh động. Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng với MC Anh Tú và Mai Phương tìm hiểu về nghệ thuật làm hoa đất sét, cũng như tâm huyết thổi hồn cho đất của nghệ nhân theo đuổi loại hình nghệ thuật này.